Đầu tiên chúng ta sẽ đem gạo lứt ngâm với nước ấm trong vòng 30 phút. Sau đó chúng ta phải nấu thành cơm. Khi đã chín thì chúng ta sẽ để ra những cái dụng cụ sạch và phơi. Phơi dưới ánh nắng mặt trời. Trong quá trình phơi thì các bạn có thể lấy những cái khăn man nó rất là mỏng bao đầy lên để tránh những cái con côn trùng nó bay vào. Chúng ta có thể phơi 3 nắng cho nó khô. Đây là gạo lứt khi chúng ta đã phơi khô. Phơi trong vòng 3 nắng 3 ngày nó sẽ khô và đen lại như thế này. Chúng ta sẽ dùng một cái chai nhựa hoặc thủy tinh để tràn cái này để cho nó đều cái hạt. Chúng ta gán như vậy rồi các hạt gạo lứt nó sẽ rơi ra như thế này. Chúng ta sẽ đem đi rang. Chúng ta sẽ bắt muối. Cái này gọi là muối muối tinh. Chúng ta rang lên cho nóng muối. Muối nóng và chúng ta sẽ bỏ hạt gạo vào. Gạo vào chúng ta khuấy cho nó đều. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái rây này, chúng ta sẽ rây lại lấy muối và gạo. Đây là muối nha. Cái này là mình đang rang gạo. Chúng ta để chúng ta quậy đều tay, hạt gạo nó sẽ nở rất là đẹp. Và mình sẽ dùng biển thiên nhiên sấy khô của huyện Vị Xuyên Đà Nẵng. Đó. Thì mình sẽ xé những cái sấy đang này ra cho nhỏ. Con biển này thì dùng nổ kênh cũng đúng các bạn. Bạn có thể dùng nổ kênh. Đây là mình sẽ những sấy này ra để mình rang cho nó dễ. Bây giờ mình cho dầu vào sống. Cho dầu vào và mình đổ trong biển vào mình trộn đều. Trộn là từ 2 đến 5 phút hết. 3 đến 5 phút để cho cái con biển nó giòn. Đó, nó giòn, nó bắt đầu giòn đấy. Nó giòn như này, mình trộn đều cho nó giòn lên. Nó giòn là nó có cái tiếng sột soạt. Mình cảm nhận được cái đũa của mình ấy. Nó cứng cứng, nó giòn. Xong rồi mình cho. Đây là mẹ gạo lứt trong biển đầu tay của mình. Gồm thành phần là gồm có gạo lứt nè, rong biển nè, me nè. Đấy. Và gia vị đầu tay nhưng mà thấy rất là ưng ý. Mình làm nên đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho cả nhà. Cái này mình bỏ rong biển hơi nhiều. Thì toàn là rong biển. Rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức.